chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin tài chính thị trường. Bản tin hôm nay có một số tin tức đáng lưu ý sau đây. Mời quý vị cùng điểm qua. Khu ngân sách dược dự toán được giao. Hoạt động xuất nhập khẩu nhộn nhịp tại Lạng Sơn. Trung Quốc gia hạn miễn thuế một số hàng hóa của Mỹ. Năm 2023, công tác thu ngân sách, ngành thuế đã nỗ lực và chủ động linh hoạt triển khai các nhóm giải pháp trọng tâm, vừa góp phần nuôi dưỡng nguồn thu, vừa quyết tâm thực hiện quan thành dược mức dự toán thu ngân sách nhà nước được giao. Kết quả tổng thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý đến ngày 20 tháng 12 đạt sắp xỉ là 1,4 triệu tỷ đồng, đạt 101,7% dự toán. Theo đó, tổng số thu cả năm ước đạt và dược mức chỉ tiêu được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao khoảng 5,5% dự toán bằng 95,4% so với thực hiện năm 2022. Tính đến thời điểm này, cơ quan thuế đã ban hành 17.751 quyết định hoàn thuế VAT với tổng số tiền thuế hoàn là 135.875 tỷ đồng bằng 84,9%, ước thực hiện Bộ Tài chính đã báo cáo chính phủ bằng 95% cùng kỳ năm 2022. Theo Tổng cục Thuế, năm 2023, cơ quan thuế các cấp tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc kê khai thuế của người nộp thuế, có các biện pháp chấn chỉnh xử lý những sai phạm, nhờ đó công tác quản lý, giám sát kê khai thuế ngày càng chặt chẽ và có những chuyển biến tích cực. Hệ thống khai thuế điện tử được triển khai tại 63 trên 63 tỉnh thành phố và 100% chi cục thuế trực thuộc. Năm 2023, với 99,9% doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, tiếp nhận hơn 15,6 triệu hồ sơ. Thưa quý vị, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn là cửa khẩu đường bộ có hoạt động xuất nhập khẩu lớn nhất giữa Việt Nam với Trung Quốc. Vào thời điểm cuối năm, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu này luôn tăng cao. Hiện các lực lượng chức năng tại khu vực cửa khẩu đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đảm bảo thủ tục thông quan nhanh chóng, thuận tiện, không để hàng hóa ủng ứ. Những ngày cuối năm, bình quân cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị có trên 700 phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu lực lượng hải quan tại cửa khẩu đã tăng cường lực lượng, tăng giờ làm, tăng cường thông tin về tình hình thông quan để doanh nghiệp, thương nhân nắm tình hình, chủ động điều tiết nguồn hàng, lượng xe trong mọi thời điểm. Cơ quan hải quan chúng tôi cũng quán triệt tổ chức là các lực lượng tăng cường như cái việc là tăng thêm thời gian làm việc, phân ca, phân kíp, trực tiếp trực những cái vị trí là làm việc trong cả ngày nghỉ, ngày lễ. Là, là đảm bảo đáp ứng được cái, cái hoạt động xuất nhập khẩu. Theo chi cục hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, trong năm 2023 đã có khoảng 60.000 bộ tờ khai các loại mở tại chi cục, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 3 tỷ đô la Mỹ. Nhờ các giải pháp nâng cao năng lực giải quyết thủ tục thông quan, nên dù các doanh nghiệp có tăng khối lượng xuất nhập khẩu hàng hóa, nhưng hoạt động thông quan vẫn đáp ứng được nhu cầu vào dịp cuối năm là đánh giá là dịp sôi động nhất trong năm lượng hàng hóa thì về nhiều chúng tôi đã có kế hoạch và các phương án liên kết với các đối tác để thực hiện hoạt động xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu và đặc biệt là có sự hỗ trợ tối đa của lực lượng hải quan tại cửa khẩu hữu nghị để thực hiện công việc xuất khẩu cuối năm thực hiện được tốt Khối lượng hàng hóa và các phương tiện tham gia lưu thông trong khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị ở mức cao nhưng luôn thông thoáng. Các cán bộ chiến sĩ biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị cũng đã tăng cường quân số, duy trì, đảm bảo an ninh trật tự 24 trên 24, quy động và bố trí lực lượng tại các vị trí trọng điểm, bố trí cán bộ, giàu kinh nghiệm, xử lý tình huống đột xuất. Trong biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị chúng tôi đã xây dựng kế hoạch rồi chủ động phối hợp với các lực lượng điều tiết phương tiện từ xa phối hợp các đường lượng để giải quyết những khó khăn vướng mắc tạo điều kiện cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa được thuận lợi nhất. Cùng với thực hiện kiểm tra, kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu đúng pháp luật, các lực lượng chức năng khu vực cửa khẩu cũng tích cực trong công tác đối ngoại, trao đổi với phía bạn Trung Quốc để có những phương án thống nhất kéo dài thời gian thông quan, điều tiết phương tiện, lưu lượng hàng hóa, đảm bảo cửa khẩu luôn thông thoáng, thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Chuyển sang các thông tin tài chính thị trường thế giới, Trung Quốc sẽ tiếp tục miễn thuế bổ sung đối với một số hàng hóa của Mỹ đến tháng 7 năm sau. Thông báo được Quỹ ban Thuế Hải quan của Quốc vụ diện Trung Quốc vừa đưa ra hơn một tuần trước khi các biện pháp miễn thuế này hết hiệu lực. Cụ thể, Trung Quốc gia hạn miễn thuế với một số mặt hàng của Mỹ thêm 7 tháng, từ 1 tháng 1 đến 31 tháng 7 2024. Trước đó, hồi tháng 5, Trung Quốc đã đưa các mặt hàng trên của Mỹ ra khỏi danh sách áp dụng các biện pháp trả đũa thuế quan đến ngày 31 tháng 12 năm nay. Bước đi này của Trung Quốc tiếp nối các bước đi trước đó của chính quyền tổng thống Mỹ Joe Biden trong việc giảm dần các biện pháp thuế quan đánh vào hàng hóa Trung Quốc theo mục 301 của đạo luật thương mại Mỹ 1974. Gần đây, quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đã có một số cải thiện nhất định sau nhiều năm rơi vào căng thẳng trước đó. Liên quan đến những biện pháp của chính quyền Mỹ tiền nhiệm đánh thuế cao đối với lượng hàng hóa trị giá 350 tỷ đô la Mỹ của Trung Quốc, Làm phát cao tại Mỹ và khả năng phục hồi kinh tế chậm có lẽ là hai trong nhiều nguyên nhân buộc chính quyền của tổng thống Biden đứng trước sức ép phải hạ nhiệt cuộc chiến thuế quan với Trung Quốc. Hoạt động hàng hải qua kênh đào Suez bị gián đoạn không chỉ khiến doanh thu của kênh đào này sụt giảm mà còn đe dọa hoạt động thương mại toàn cầu. Thưa quý vị, đây là cảnh báo của các chuyên gia trong bối cảnh thời gian qua có những bất ổn quanh khu vực này cũng như các vụ tấn công xảy ra ở Biển Đỏ. Theo Chủ tịch Hiệp hội Giao nhận vận tải quốc tế Ai Cập, tác động tiêu cực do những bất ổn trên Biển Đỏ là rất lớn, có thể ảnh hưởng đến doanh thu của kênh đào Suez trong khi lực lượng Houthi ở Yemen vẫn không ngừng tấn công các tàu thương mại di chuyển trên biển đỏ và ngày càng có nhiều công ty vận tại biển quốc tế chuyển hướng sang mũi hảo dọng thay vì kênh đào Suez. Các chuyên gia ước tính nền kinh tế Ai Cập đang mất hàng triệu đô la Mỹ mỗi ngày từ doanh thu của kênh đào Suez do cuộc khủng hoảng trên biển đỏ vẫn chưa được giải quyết, khiến nhiều tàu hàng tránh đi qua kênh đào này. Theo giới phân tích, tình trạng gián đoạn hoạt động hàng hải qua kênh đào Suez do bất ổn ở eo biển Bad al mandat cũng sẽ đe dọa hoạt động thương mại toàn cầu, tác động xấu đến chuỗi cung ứng toàn cầu, ảnh hưởng đến sự di chuyển kịp thời của hàng hóa và tạo ra thách thức cho các doanh nghiệp. Là tuyến đường thủy quan trọng nối liền địa Trung Hải và Biển Đỏ, Kênh đào Suez chiếm khoảng 12% khối lượng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển của thế giới, đồng thời là tuyến đường quan trọng vận chuyển dầu mỏ và khí đốt tự nhiên quá lỏng của thế giới. Do đó, tình trạng gián đoạn giao thông qua kênh đào Suez cũng sẽ ảnh hưởng xấu đến thị trường năng lượng toàn cầu. Cũng liên quan đến tình hình an ninh hàng hải trên biển đỏ, ngày 21 tháng 12, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đã có tổng cộng hơn 20 quốc gia đồng ý tham gia liên minh mới do Mỹ đứng đầu, để bảo vệ các tàu hàng đi qua biển đỏ trước các cuộc tấn công của lực lượng Houthi. Thưa quý vị, nhờ khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, những món trang sức đắt tiền như đá quý, vốn chỉ chờ thiên nhiên ban tặng, thì giờ cũng đã được ra đời trong các phòng thí nghiệm với mức giá rẻ hơn đến 80%. Không chỉ vậy, kiểu chế tác đá quý này cũng đang góp phần làm giảm khí thải ô nhiễm môi trường nhà thiết kế Anna Pelachan đang kiểm tra những viên đá kim cương của mình về đường cắt độ trong, cara và màu sắc. Tuy nhiên, những viên kim cương này đều hoàn hảo, không khiếm khuyết, khác hẳn những viên kim cương được khai thác tự nhiên. Đây là những viên đá quý được phát triển trong phòng thí nghiệm. Tôi đã từng đi đến Sri Lanka thăm các mỏ đá quý địa phương. Khi thấy điều kiện làm việc của người lao động và mức lương bèo bọc của họ, tôi bắt đầu nghiên cứu các vật liệu thay thế. Làm thế nào chúng ta có thể tạo ra những món đồ trang sức cao cấp, đẹp đẽ, xứng đáng trên thảm đỏ mà không cần sử dụng quá trình khai thác này? Thị trường đá quý từ phòng thí nghiệm đang nở rộ những năm gần đây với mức tăng trưởng hàng năm là 20% do lợi nhuận toàn cầu ở mức 15 tỷ đô la Mỹ. Nhiều nhà bán lẻ đồ trang sức cũng đã gia nhập cuộc chạy đua giúp chi phí sản xuất ngày càng giảm. Tuy nhiên, không chỉ vì lợi nhuận, việc tạo ra đá quý từ phòng thí nghiệm cũng thu hút sự chú ý khi giúp giảm các ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và đời sống. Về cơ bản, những viên kim cương từ phòng thí nghiệm có lượng khí thải CO2 chỉ bằng 5% lượng khí thải trung bình khi khai thác một viên kim cương tự nhiên. Ngoài ra, tất cả đá của chúng tôi đều tạo ra từ 100% năng lượng tái tạo và các nguyên liệu tái chế. Hiện nhu cầu mua kim cương từ phòng thí nghiệm đang tăng lên tại Mỹ, với 85% doanh thu toàn cầu đến từ thị trường này. Trong khi mức giá của mặt hàng này lại đang giảm, với một viên kim cương một carat từ phòng thí nghiệm sẽ rẻ hơn 80% so với một viên tương tự từ tự nhiên. Bản tin tài chính thị trường của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Long An xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.